cho mình bữa ăn vui bây giờ nhé. Ôi, mày có muốn không? Làm việc đi. Chị có thấy không? Chè này tốt lắm mà vẫn chưa thấy có người mua anh ạ. Mấy hôm xem ta về đến bán còn kịp. Giá 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 giá. Bây giờ họ đang mua giá cao, mấy hôm họ lại tìm mua rồi mà. Em đang tính là làm một tí cỏ, nhổ tí cỏ để con hai vợ chồng đi đi bón ít phân đi. Bón phân gì? Phân ruộng ấy. Hôm nọ cấy ấy thì em chưa được xuống ruộng, nó chảy nước ruộng. Đi bón phân. Không làm ít cỏ đi nhỉ? Cũng làm ít cỏ đi nhỉ? Vâng. Ngày mai mình lại đi tìm hàng nữa đi bán. Bán không lấy ngô về trồng. Anh bảo hôm đi bộ là có ruộng nhé. Không thì nó ở đây nó tự ở không tí không được đâu. Bảo cái hồ đi hồ làm mà. Nó đã ở đây thì mình phải bảo nó đi làm việc chứ. Không cho nó ở không đâu. Hai mẹ con còn đang ngồi nhà cái xe điện thoại sao nó thế. Em phải dám nói tí mẹ lại bảo cái này cái nọ. Anh nói được thì em nói. Thì anh bảo, anh nói cho, anh bảo cho. Thế thì anh về bảo đi. Để đây em khách làm sao. Em đây làm cỏ nhá. Anh về xem cái hầu bảo nó đi lấy phân ra xuống ruộng rồi. Anh đi thay quần áo đi. Thay quần áo đi vào đi. Em làm đây nhá. Hai con ngọt mẹ. Hai nước. Mẹ ơi. Con ghét nào? Hai vợ chồng kia lắm. Mẹ thế. Mẹ ghét lắm. Ừ, ghét lắm. Bây giờ mẹ thương mẹ con ấy, không phải làm gì đâu. Họ làm cái chuyện này thì nếu mà anh trai bảo mẹ làm việc mẹ đừng làm nhé. Cứ người thế thôi. Con mình thì ghét. Hai mẹ mẹ. Hai không mẹ? Hai đôi. Con nuôi làm thế để cãi bà xem là hài lắm đây, mẹ xem hài lắm đấy. Vâng, từ giờ trở đi mẹ thích xem phim cứ bảo mẹ, cứ bảo con mở cho nhé. Vâng. Mẹ ơi. Mẹ ở nhà nhá. Cái hầu theo anh đi bỏ phân ruộng nhá. Em không đi đâu. Sao không đi? Em không biết làm đâu. Ở nhà anh phải đi làm. Không. Anh đưa vợ về thì đưa vợ đi làm thôi. Đúng. Ruộng hôm nọ em vừa lấy mẹ bỏ phân vào. Bỏ phân nhưng mà có nên đâu, bây giờ là phải bỏ thêm xong lại làm cỏ nữa. Thôi giờ chị Tuyết về em phải đi làm nữa đâu, sao chị Tuyết đi làm? Đã ở cái nhà này phải đi làm. Đúng. Em không thích đi thì làm sao? Lúc nào cũng ngồi giường xem điện thoại thế này làm gì có ăn. Con trai đi làm. Em mặc quần áo như thế này bắt em đi làm. Đây chị Tuyết này. Tóm lại có đi không? Để rách xong bảo chị Tuyết đi làm. Thế tóm lại có đi không? Em không đi. Không đi thì tôi bảo anh sẽ bảo công an về. Đuổi, không cho ở nhà này nữa. Cái gì lúc nào cũng giả đi công an. Đi thì đi, sợ gì. Để đi chuẩn bị đi, thay quần áo đi, theo anh làm đi. Chất ngày đấy đi công an về giả em là... Ở nhà anh phải đi làm việc chứ ở không làm không gì được con. Nhưng mà anh đưa lấy công an về giả, tưởng em sợ con. Anh không sợ đâu. Con trai đi làm đi. Mẹ ở nhà nhá. Con trai phải đi nhá. Hầu ư? Dạ. Thay quần áo nhanh xong đi làm đâu. Mẹ ơi. À. Mẹ ở nhà nhá. Con đi đâu? Con đi với anh trai bón phân ruộng. Con không đi đâu. Con đi không đi. Thôi, mẹ cứ ở nhà đi, con đi một tí gọi mẹ về mà.
Con đi một tí về mà mẹ. Thế mẹ ở nhà nhá. Con đi nha. Em đi đi. Nói gì lùm bùm nhà đi. Em nói gì đâu. Mẹ không cho đi đâu. Đấy mẹ con em đi đâu mà. Ôi. Mẹ cho đi. Nha. Mẹ ở nhà cho cái hầu đi hù anh một tí. Con đi. Con đi đi một tí về nhá. Mẹ nhà nhá. Vâng, đi một tí nhá. Vâng, hồ nhá. Em cầm chầu chưa? Em cầm rồi. Cô vừa nói cái gì lẩm bẩm theo kêu tôi ấy. Sao chị bảo giỏi quá má, sao chị không đi làm, sao bắt em đi làm? Em ở đây thì em phải làm việc chứ, không làm việc thì ai nuôi em? Em có mẹ nuôi. Điên ngay đi. Lẩm bẩm đi. Ở đây mà nói nhiều. Lúc nào cũng bảo. Chị cho em đi ngay đi. Đi làm đi. Nhanh hồi anh đỡ xuống đi. Em ở đây làm con nuôi mẹ ba, em còn phải nhanh. Ui, chậm thế. Làm việc con làm em toàn phải là làm về thôi hả? Anh chị đâu? Thế em ở đây em có ăn không? Ăn thì phải làm. Nếu mới ở đây thì làm không thì không có nhiều. Bảo anh cầm. Ngơ mắt. Cái hai vợ chồng làm gì phải hộ nhau chứ. Ngơ mắt em không nhìn thì em không nhìn nữa. Thế anh xếp chị giỏi bỏ nhà đi mà. Sao không đi luôn đi, về làm gì? Nhà chị thì chị phải về thôi. Bây giờ em ở rồi, không phải chị ở nữa đâu. Em cứ thế mà nghe mẹ, em cứ ở đi. Em đừng nói đi thôi. Chị xem em, anh cũng thế em nữa. Bao nhiêu lâu? Cái gì không đi về như vậy? Quay phân đi. Không. Anh làm. Em không biết làm đâu. Không biết làm thì làm khó còn cái gì. Không biết quay phân thì xuống đi. Không xuống. Nhanh. Anh quay đằng kia nhé. Đâu anh ơi, chân em đau không xuống được đâu. Không xuống đi. Không xuống được thì tối nay cho nó nhịn luôn anh ạ. Cho nhịn càng tốt. Chờ em anh đi đâu em mới ăn no mà. Khi nào thấy đau thật anh khác đi tìm thuốc cho bôi mà. Giường này hôm nọ em với mẹ về cưới mà. Ai chả biết là em về cưới thì là mẹ với em ấy. Bảo không muốn cho chị ở nhà đi rồi thì hai người nhà mình làm mà đúng một đứa. Cưới không về cưới xong giờ cả vợ về hộ làm tí không ấy. Đấy là tự thì từ bỏ nhà mà đi thôi, có ai đuổi đâu. Làm tí cũng kể cùng chịu đâu. Mẹ nói một tí bỏ nhà đi. Xong làm giờ, việc đi còn nói cái gì nhiều nhỉ? Xong giờ chồng đi đưa về thôi. Cái gì cũng chồng ấy. Làm đi. Cũng xuống mà làm đi. Đúng như làm á. Thế sao anh không về làm đi? Cái này phải cho anh ấy. Em không biết làm ấy. Ghét thật đấy. Hai vợ chồng này. Thôi, mình phải vừa làm một tí đùa thôi. Làm bầm cái gì đây? Thôi ơi. Em làm bầm gì đâu? Chị ai? Chị ai đâu? Đó là vợ chị ai chứ? Thế làm bầm, chú làm việc nói cái gì? Em có bầm cái gì? Em có làm bầm ai đâu? Nghe ai thì nói nào? Anh đã từ nghe ở đâu về ấy?
Anh ơi, gì? Anh có khoái ở chỗ này nhé, em đi lấy phân nhé. Để em hết đã. Em hết rồi. Để được có vợ về làm việc thấy vui vui, không thì vừa rồi tới gì tìm còn không thấy vợ, tới cũng buồn. Sắp hết rồi, mua nhiều sâu thật đó em ơi. Em ơi, sâu ơi, làm cỏ thấy cái bọn con sâu này là bóp chết hết đi nhá. Không bóp mai không được ăn đâu. Xem đi. Nó có làm đâu, nó có làm, có tí bờ ruộng thì anh xem nó kìa. Không, không đi. Anh có là vợ anh làm à? Làm thì cúi xuống làm đi, đứng thế này, ngứa mát lắm. Cứ bảo cho vợ anh làm, anh làm nói toàn cãi thôi. Nhiều cỏ lắm anh ạ. Cái hồ là làm nhanh ấy. Làm cái toàn thành đứng kìa. Cái chỗ này rộng hơn này. Anh hỏi nó về đây làm chỗ này này. Em ơi, về đây làm cái chỗ đây này, chỗ này rộng lắm đây này. Về đi. Chỗ này này này, chỗ này nó hơi cao, nó rộng, về chỗ rộng làm trước. Chỗ nào không rộng làm sao. Cái gì? Chà, còn con chưa làm cái gì làm hỏi gì? Vợ ơi, quay xong chưa? Quay xong thì về làm cỏ đi. Anh ơi, ra đây, mẹ em làm ở chỗ này này. Đâu? Đấy. Làm đây còn chưa làm, còn kéo đi đâu? Có gia đình rồi, có chồng có vợ ở đây rồi còn không biết nể nang người ta, còn kéo chồng người ta xuống đấy làm. Hai người ở gần nhau thế anh ơi. Em ơi, làm đi. Ủa nhau làm mới được nhanh. Thôi anh ơi, không cho chị đến làm ở đây đâu, bỏ chị đi cho khác làm đi. Nhìn ghét tóc em. Vợ của anh mà, làm gần nhau cho nó có em bạn có không được nói nhanh. Em thấy ghét lắm anh ạ. Em nói nhiều rồi, em nói ít thôi. Đấy, chị đi cho khác mà làm đi. Đừng ở đây. Chứ em không bóp mấy con sâu này. Anh em xem vào đây tí đi. Anh em xem vào đây. Chị em làm ở đây này. Bên này rộng lắm. Con kia mà làm xa ra kia một tí hả nào. Chị làm cho khác đi. Anh em về đây. Làm thì còn chưa làm cơm tay anh làm gì vậy? Này, làm ở chỗ này anh dậm đi. Nhìn nó cái xấu hổ thật đấy. Lại còn chưa làm kéo đi làm gì? Anh làm với em ở đây nha. Đây. Kia vào đây với em làm ở đây. Đấy. Làm thì chưa làm. Anh ấy làm. Em ơi, xem anh này. Đi đi anh. Đấy, anh làm thấy chị vợ anh không? Em đứng gần một tí đã ghen rồi. Ai mà thèm ghen cô? Em ai nhìn chồng chị như thế? Anh sang bên này đi. Phong độ như thế làm việc còn chưa làm kéo làm gì nhỉ? Anh ơi! Giờ. Anh! Con này làm việc đi! Đã mày con này! Chị hai... hai đứa này chịu đấy! Anh! Ra đây với em nào! Làm còn chưa làm cần kéo đi đâu! Anh! Rộng rầm thế này kéo... đi kéo lại làm gì? Đúng rồi! Làm đi! Làm đi! Sắp tối rồi còn cái gì? Kéo đi kéo lại làm gì? Không gọi. Anh là bảo cái gì làm gì thì làm đi. Nói chuyện với cái giống người đấy làm gì chứ. Nói to, nói to chứ. Tốt không? Anh làm tốt. Biết đâu tốt không nhìn rồi. Làm không làm hai người cứ kéo nhau kéo đi kéo về làm gì chứ nhỉ? Em làm ở đây nhé. Thật đấy. Em đi gần anh ấy nhé. Xấu hổ con này.
Làm việc không làm cứ toàn kéo nhau thôi. Anh ơi, em hỏi anh này. Anh làm như thế mà nên à? Em đang đứng ở đây mà anh làm được như thế à? Anh ơi, em trẻ như thế làm mà, trẻ hơn vợ anh mà. Loại cô ấy, trẻ thì làm được cái gì nên. Thôi, anh cứ nghe em nhé. Giỏi đã không bị ở nhà người ta rồi. Chị ăn nói như thế à chị? Chẳng thế thì sao, nếu mà em mà giỏi thì em đã không về ở nhà người khác như thế rồi. Cái xấu hổ. Anh ơi, xem vợ anh thì em kìa. Ai mà thèm chửi cô? Cô xem lại mình đi. Thế này đau cái gì đâu. Nhưng mà em thấy đau lắm anh ạ. Đau cái gì? Anh cũng làm việc đi. Thôi anh cứ xem vào làm đây. Làm việc sao là cứ toàn nói chuyện thôi. Làm đi, kéo cái gì nhỉ? Nhanh. Em bảo thì nghe. Làm đi con. Không biết xấu rồi. Hổ. Em bảo thì nghe nhá. Anh đừng nghe con vợ của anh đâu nhá. Cái gì em bảo thì anh cứ nghe em đi. Giỏi nha. Cô có cái quyền gì? Đấy. Đấy anh nghe nó nói đi. Đấy anh nghe thấy vợ của anh ác chưa? Anh đã bảo em nhiều rồi. Vợ của anh rất ác luôn. Đâu ạ, anh bảo em nhiều rồi. Ác cái gì? Em xem lại mình. Lúc anh không ở nhà ấy, vợ của anh có tôn trọng đến mẹ đâu. Đừng nói vợ của anh nhiều. Không được phép nói nhiều. Nhưng mà em thấy ghét lắm. Ghét không ở được thì cô chạy đi, sao ở đây làm gì? Thế sao cô không? Sao chị không chạy đi? Rồi em chạy làm gì? Em nói thế không phải đâu. Đây nhà chị không ở à? Em ở đây với mẹ mà. Mẹ lúc nào cũng mẹ. Nhưng mà bảo mấy em còn đuổi em chạy đấy. Chị không ở được thì chị đi chỗ khác mà ở. Cô đến đâu ra có quyền đấy. Đây là nhà của con. Nói gì nhiều nhỉ? Bây giờ là nhà của em. Để mà nằm mơ đi. Đấy không ngờ mẹ khác cho đất chị ở trên kia sao chị không ở? Về làm gì? Bây giờ anh nói này nhá. Em hiểu nhá, vợ ơi. Bây giờ anh nói gì nói đi. Hai chị em của chúng mày đấy. Là phải đừng có mà lẩm bẩm với nhau nữa. Cứ là làm việc theo nhau làm việc thôi. Không phải mà lẩm bẩm đâu, chúng nào cũng chỉ nhau không được đâu, anh cũng chỉ nghe đâu. Nhưng mà em ghét thì tuyết lắm. Ghét không ở được thì đi. Ai khiến cô ở đây đâu. Chỉ có quyền gì mà đuổi em đi. Sao có quyền? Nếu em ghét vợ anh ấy thì em đi về đi. Về với mẹ của em đi. Đây mẹ, em ở đây với mẹ nuôi mà. Nào mẹ nuôi. Mẹ bà say rượu bà nghiện rượu bà không biết cái gì đâu. Mẹ có mẹ nuôi có cho em về nữa đâu. Mẹ bắt em ở đây mà. Em tự thích ở thôi, có ai bắt đâu. Em ở đây phải hù anh làm việc. Em ơi. Định sang trên kia tí, chút kia ơi, dòm. Anh cứ về đây đi. Đâu. Anh cứ về đây. Anh dịch ra đây một tí nữa. Cái này giảm áp. Anh sao lại chơi ra đây một tí. Cái này giảm áp. Tấn đâu? Đây, đây này, gốc này này. Em không bóp cái bọn con sâu này. Em bóp mà bạn. Có nhiều lắm. Anh ấy xem vào đây làm nào, ở đây là đây, đây, chỗ rộng cỏ này ra kia làm gì? Không, anh ở đây thôi anh. Em ở đây thôi. Vừa nói xong lại nói. Chỗ nào rộng là mình đi làm chỗ đấy đã. Đúng rồi. Chỗ vợ của anh có rộng đâu. Con kia mày đừng có quá đáng nhá, tao cho mày ăn bùn bây giờ nhá con kia nhá. Đừng nói chuyện mà anh. Kéo chồng người ta đi, chết đi làm đi. Anh, ra đây nào. Không. Cho mày ăn bùn bây giờ nhá. Ôi, mà có muốn không? Làm việc đi. Chị có thấy không? Làm việc không làm cái kéo cái chồng người ta làm gì? Không biết xấu hổ à? Chồng gì khác ở gần em chứ. Tôi cho một phát bùn bây giờ. Bây thì giờ đánh đi. Làm việc còn chưa làm hay phải chụp. Thôi không, không. Đã anh cũng thế thôi. Làm việc còn chưa làm cãi nhau thôi. Trời ơi. Anh chứ là ai nữa? Làm đi con. Em không thấy anh như thế đâu. Nhưng mà anh xem lại cái con hồ đi. Nó làm như thế nó có nể vợ chồng mình không? Anh làm đàn ông anh phải là chín chắn lên chứ. Mình có vợ rồi mà. Từ nay chỉ đi không được cãi nhau nhá. Em khắc cái à? Vợ anh khắc cái em chứ. Biết xấu hổ. Từ đấy anh em thế này. Làm việc còn chưa làm toàn cãi nhau. Thì em về mách mẹ. Mách mẹ đi, gọi về mà mách đi. Bây giờ tôi không, bây giờ để hai người đó đâu. Hai người là cái đồ lừa đảo, cái đồ láo. Chị mới là đồ lừa đảo. Bò láo nhà thôi. Đi theo trai xong về giờ chồng ở nhà giả vờ ngon ngọt cơ. Bảo nói cái gì? Bảo nói ít thôi. Thôi đi. Chị đi theo trai. Ai theo trai? Cô nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Rồi. Anh xem lại nó đi. Còn có cả con nữa cơ.
làm việc còn cô đừng có nói nhiều nha, cô không có bằng chứng gì đâu nha. Mai cô đi tôi em sẽ về bảo mẹ xem. Tóm lại có làm việc không? Cô nói thôi, cô nói tôi như thế, cô bảo là tôi đi theo trai, cô có bằng chứng gì không? Sao không thấy? Thấy ở đâu? Cô nói đi. Nói em, đi. Em với mẹ thấy. Thấy ở chỗ nào? Tôi không tha cho cô đâu, cô vô khống cho người khác nhé. Tôi sẽ đi tìm công an để làm việc với cô. Thôi. Anh ạ, à, ngày nay em sẽ tìm công an vì làm cái việc với con hồ này. Cái gì tiêu đi tìm công an, em đùa thôi, nói trêu chị thôi. Không phải trêu chị đâu, bây giờ không phải trêu đâu. Đùa cái gì mà đùa? Anh nói sao như thế à? Anh đi bên vợ anh làm gì? Nói cái gì anh phải thật. Anh làm sao anh có biết đâu. Đùa nhau làm cái gì? Anh nhìn mặt vợ anh đi. Làm sao? Em không có thể mà nói được vợ anh thế đâu. Nói vợ anh như thế không được đâu. Đấy, nhìn thấy chưa? Vâng, em xin lỗi anh chị, từ lần sau em không nói như thế nữa. Được chưa? Xin lỗi nhá, không xin lỗi không được đâu nhá. Mẹ ơi, chị Tuyết đang chửi con. Không có ai chửi, chửi em đâu. Đấy là em cứ tự nói xấu chị thôi. Chị Tuyết đang chửi con thôi. Mẹ làm việc đi. Có ai chửi đâu. Làm việc đi, trai con thế. Đừng có mà thấy mẹ chống lưng lại em ở đấy mà em to mồm. Mẹ ơi, anh trai với chị Tuyết đang chửi con thôi. Con không đáng làm việc con chưa làm, con chửi nói cái gì ai chửi đâu. Chửi đâu mẹ, nó không đáng con nữa. Rõ thế. Về đây. Làm chưa làm đi đi đâu? Không làm thì lại đi về. Ở đâu không ơi? Em đi về. Đi về đi, quay lại làm việc đi. Thôi, không cho nó làm đấy. Ôi mẹ ơi. Thôi. Rồi kêu về đi, kêu đang làm việc đây mà, rồi kêu về đi. Làm thôi. Mẹ ơi. À. Chị Tết với chị, anh trai toàn chửi con sao à, từ hôm nay con làm vất vả như thế anh chị Tết với anh trai con không cho con nghỉ kìa. Con thế kia à? Này con nói láo nhá, con kia nhá. Đây con chạy thế con bỏ thế mẹ con ơi. Chửi con ơi, nay con bảo mẹ ở nhà cơ mà. Bảo mẹ ở nhà cơ mà, xuống đây làm gì? Chửi nhiều quá đấy, con cho con quay về anh nhà mẹ về nhá. Rồi cho anh nghe rồi con trai. Con nghe theo mẹ về đây. Vâng. Mẹ không cho làm đâu. Làm con mẹ ơi. Con trai. Lão mẹ ơi, con anh trai với chị Tết lão á. Con của con thôi. Anh ơi. Cái gì? Anh đứng để em nói chuyện với anh tí đi. Em hỏi thật anh nhé. Hỏi đi. Bây giờ anh là chồng, còn em là vợ. Anh với cái hồ làm như thế không được đâu. Làm việc không làm, cứ kéo nhau đi kéo nhau về. Anh là trẻ con à? Em nghĩ cái gì? Anh có cái gì với cái hồ đâu? Em không nghĩ đâu anh ạ. À. Nhưng mà em nhìn thế này thì em nhìn hai người em chẳng thấy tôn trọng tí nào luôn. Cái hồ nó tính trẻ con mà. Anh lại còn bênh nó là trẻ con cái gì nữa. Anh có biết nó mưu mô cái gì không? Nó kéo anh nhưng mà chẳng nhẽ anh lại đánh à? Đánh người chả bị tuổi à? Anh làm gì đánh? Anh em... chỉ bảo nó hổ mình làm việc thôi. Em không khuyên là anh đánh nó. Ai cho anh đánh người, nhưng mà anh không phải có được lời nào nói để cho nó nể mình chứ. Anh để cho nó làm như thế à? Nhưng mà nó kéo mình làm sao? Mình chẳng nhẽ mình lại đánh như thế à? Không được. Em nói thật với chồng nhé. Em thì không phải ghen tuông gì đâu. Anh đi làm ăn bao nhiêu năm ấy, em ở nhà em vẫn sống như thế, bình thường như thế. Nhưng mà bây giờ về ấy, thì có con hầu như thế. Em thấy tính anh như thế này thì em không chấp nhận được đâu. Làm thế nào thì làm chứ, cho thiên hạ người ta nhìn vào mình, người ta phải tôn trọng mình chứ. Chấp tính cái hầu làm gì? Em ghen anh à? Em không phải ghen đâu anh ạ, à, nhưng mà anh cứ nghĩ lại đi. Em là một người vợ đang cùng nhau làm việc như thế, anh với nó kéo nhau đi kéo nhau về như thế, anh cảm thấy quá đáng à. Cái hầu kéo anh chứ có phải anh kéo cái hầu đâu. Nhưng mà anh là một người đàn ông, anh có phải biết nói nó để cho nó sợ mình chứ. Anh chả nói đây, nói bảo cái hầu đừng kéo anh. Anh có em ở đây, em phải kính nể chị của em chứ. Nó vẫn cứ phải kéo anh chứ. Em sao mà nghĩ thế? Em nói thật với anh nhé, đấy nó nói cái chuyện mà em đi theo trai có con thế này thế kia ấy. Anh xem anh có chấp nhận được không? Em không tha đâu mà, em sẽ đi tìm công an về, em sẽ đuổi cho nó đi. Em không đuổi cho kia nó. Thế này nếu mà đuổi nó không đi còn biết đến mức cũng phải là nhờ công an thôi. Chứ còn đấy. anh thì cũng không cần nó ở đây đâu bây giờ. Anh đuổi thì đuổi không đuổi thôi, em vẫn phải tìm công an về làm cho một trận, nó láo lắm. Bây giờ anh chả, có mẹ chống lưng kìa. Anh chả lúc nào anh chả nói mà nó có đi đâu. Bây giờ ấy, xem đấy, nó là về nhờ tí về làm cỏ ruộng nó có làm đâu. Bao nhiêu tất cả là tại mẹ của anh hết. Em không phải nói xấu mẹ, nhưng mà tính của mẹ bây giờ ấy, bao nhiêu là cứ toàn nghe nó thôi, xong bắt đầu là làm những cái việc rắc rối trong gia đình mình. Mẹ chả biết kiểu người gì nữa. Thôi em ạ,
Bây giờ em bảo là lại đi liều không đi đâu. Có cái gì ấy thì cũng phải nghe anh thôi. Thì con mẹ nó già nó cứ lẩm bẩm thôi. Cái hầu nó cứ mua chuộc mẹ ấy. Nó, cái hầu nó xấu tính mà. Mua chuộc mẹ thì bây giờ anh là làm đàn ông anh phải có cái gì gian đe nó chứ, bây giờ anh cứ để cho nó cưới cổ cưới đầu như thế à? Em không đồng ý đâu, nếu anh không làm được chuyện này em phải ra riêng ở luôn đấy. Cái hầu nó nói tính trẻ con mà, đừng coi anh là anh nghe nó. Nó nói thế nào thì nói chứ anh có tin lời nó nói đâu. Em vẫn biết thế rồi, nhưng mà em thấy hai người em ở chung nhà, em thấy hai người làm này em thấy tổn thương đấy. Làm việc đi em ơi. Anh á cứ như thế, anh mà không gian đe được mẹ với cái hầu á, anh cứ như thế này là tan nát cái gia đình của mình luôn đấy anh ạ. À. Anh cũng rất muốn đuổi rồi, cái hầu đi rồi, nhưng mà phát đuổi đi thì mẹ của anh thì sợ nó lại nó ẩm tính ra, nó làm khó khăn ra. Bây giờ anh phải tìm, mình cũng thấy khổ. Bây giờ anh phải tìm cách nói để cho mẹ nghe mình chứ. Bây giờ cứ từ từ để mấy hôm xem nó. Anh là con đẻ của mẹ cơ mà, chẳng nhẽ anh nói mẹ không nghe à? Bây giờ cứ từ từ để cái hầu nó sống như thế nào đã. Thì mai kia mình mới bàn sao thôi. Chị em ơi. Chưa rồi. Về thôi, anh đi lấy chậu về thôi. Thôi anh về trước thì em cứ làm thôi. Em không phải nghĩ nhiều đâu nhá. Không như em nghĩ là anh có tính với cái hầu đâu. Đưa để lấy chậu về thôi. Quá đáng thật. Cứ mở mắt ra xem hai người sẽ sống kiểu gì. Mình sống chả có tí văn hóa nè. Em ơi, về đi. Em về trước đi, em không về đâu. Em làm tí nữa. Em giận anh à? Không, em không giận đâu. Về đi mượn rồi, về đi. Anh về trước đi. Đi, mượn rồi, về đi. Làm mày trước mà. Về đi còn. Thế giận anh à? Giận đi đi. Muốn nghe anh đi. Anh bảo không có cái gì là không có cái gì. Ta sống gia đình hạnh phúc, lúc nào vui vẻ mới phải ra gia đình mình lúc nào cũng được. Thế em chẳng muốn về đâu. Nghe anh đi. Đừng có mà nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều cắt khó mình thôi. Con đây. Dạ. Có điều mẹ thèm rượu lắm đấy. Mẹ thèm rượu à? Vâng. À mẹ ơi. Vâng. Bây giờ con bảo mẹ nhá. Vâng. Mẹ thích uống rượu con lấy cho mẹ, nhưng mà mẹ phải nghe lời con nhá. Vâng. Bây giờ mẹ phải tìm cách rửa chị Tuyết ra. Vâng. Ra khỏi nhà này. Không lo đâu. Có mẹ là không lo, con không lo nhá. Vâng. Không chị Tuyết ở đây thì mẹ con mình không được vui đâu. Vâng. Sống không được vui đúng, đâu. Đúng. Nói con này luôn tới. Vâng. Thế mẹ lấy nhá, con lấy rượu cho. Mẹ ơi. Mẹ con cầm đây, con vớt một bát thôi. Sợ cái con trai gì hết. Con trai này là đánh con đấy. Đấy, mẹ uống đi. Uống hết con 2 cân à. Mẹ uống đi. Thế này con nấu cái gì ăn chưa? Nấu gì mà nấu? Anh chị ăn thì cứ tự nấu đấy. Thì sáng đến giờ thì nấu à? Mãi đến giờ thì nấu cơm à? Chị có bệnh gì mà quát em đấy? À mà quát đâu, về trước phải nấu cơm chứ. Em ơi, không cho hai mẹ con đâu. Cho hai mẹ con làm gì? Thì hai vợ chồng mình không nấu cũng được. Đây, có con người này làm đẹp lắm. Em ơi. Dạ. Về lâu rồi mà không nấu cơm à? Cứ ngồi đấy mà phấn son à? Hay. Mẹ anh có cho làm đâu? Con trai tự nấu cơm đi mẹ nhá, toàn bên cái hầu nhá.
Thế vợ anh giỏi như thế sao không bảo vợ anh làm đi? Hai vợ chồng anh làm, em chạy về trước. Về trước phải nấu cơm để anh chứ. Ai ăn, muốn ăn, anh muốn ăn thì tự đi mà nấu. Mẹ ơi, mẹ không nên là bên cái hầu lắm đâu nha. Thôi, con trai là đúng chủ con nuôi nhá. Đi làm đi, đi nấu cơm đi. Con chỉ bảo cái hầu làm việc thôi, không phải chùi. Đấy. Đúng rồi, mẹ nói thế đúng rồi. Mẹ ăn rồi, mẹ ăn, nấu cơm đi. Eo thèm nói chuyện với hai mẹ con này. Thôi, chủ con nuôi thôi. Con trai này đấy. Ghét lắm nhỉ. Ghét lắm. Ghét thế.